Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng nay không khí rét đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí rét nên trong ngày và đêm nay ngày 24 tháng 10 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng Nam Đồng bằng Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa, Nghệ An ngày có mưa vừa, có nơi mưa to. Tại Hà Nội vào sáng sớm nay có mưa tại một số khu vực quận nội thành. Không khí rét tràn về kéo theo mưa làm nhiệt độ Hà Nội giảm thấp. Cảm giác lành rét của ngày gió mùa cũng khiến không ít cư dân Hà Thành thích thú. Run run đón cái rét đầu mùa. Nhiều người mặc thêm áo mưa trong buổi sớm gió rét. Run run trong cái rét đầu mùa. Mặc thêm áo ấm khi ra khỏi nhà.